Hai xin chào anh em. Thì dạo gần đây Vietsolar nhận được rất nhiều câu hỏi, cuộc gọi của những khách hàng hỏi mình là có cái đèn 1000W, 1500W giá 299.000 không? Thì Vietsolar đang có ở đây một chiếc đèn năng lượng mặt trời 1500W mà của một anh đại lý bên Vietsolar đã nhập nhầm. Anh mới kinh doanh, anh có cửa hàng và anh đã nhập nhầm ở một bên 20 bộ. Anh nhập vào 160.000 một bộ này anh em nhé. Thì hôm nay Vietsolar có mua của anh một bộ và mở ra để test thực tế, đo thực tế xem cho anh em biết là chiếc đèn này thực tế là bao nhiêu watt anh em nhé. Để anh em có thể tham khảo và tránh xa những cái loại đèn này ra. Và những cái anh em mà quan tâm với đèn năng lượng mặt trời hãy tìm hiểu bên nào bán đèn uy tín có đầy đủ linh kiện hãy mua anh em nhé. Thì để đảm bảo được đo chuẩn nhất thì Vietsolar đã dùng cái sạc này và sạc vào đèn. Bình thường thì khi cắm vào thì nó sẽ sạc nó sẽ màu đỏ, còn đầy thì nó sẽ sạc màu vàng, lên màu vàng giống như là ở trên màn hình anh em xem. Ok, bây giờ thì Vietsolar sẽ đo thực tế cho anh em xem bằng cái đồng hồ này và chúng ta sẽ dùng công thức vật lý để đo chiếc đèn năng lượng mặt trời 1500W này xem nó được thực tế bao nhiêu watt anh em nhé. Ok, thì Vietsolar đã mở cái chiếc đèn này ra rồi anh em nhé. Đây, mình mở chiếc đèn này ra. Và theo công thức vật lý chúng ta đi học ấy thì P tức là công suất sẽ bằng U nhân I. U tức là vôn anh em nhé. Vôn của cái quả pin này này anh em này. Điện áp định mức của quả pin này anh em nhé. Là pin 18650 thì anh em biết là 3,7V rồi. Đấy, lúc nào nó là 3,7V điện áp định mức của pin 18650. Và bây giờ mình sẽ tìm I tức là cường độ dòng điện mà cái mạch này nó cung cấp vào LED là bao nhiêu anh em nhé. Thì chúng ta sẽ khi mà sạc đầy chiếc đèn này rồi chúng ta bật on lên thì sẽ là chuẩn nhất cái pin này nó cung cấp bao nhiêu dòng điện cho chip LED này. Vietsolar sẽ bật lên cho anh em xem. Đấy, tức là khi mà đầy điện thì nó sẽ sáng nhất nhá. Bây giờ mình sẽ kẹp vào cái dây điện của pin này anh em này. Mình sẽ kẹp vào cái dây điện của pin anh em nhé. Đây, dây điện, dòng đây anh em nhé. Căn chỉnh về không đây. Mình sẽ kẹp vào cái dây điện của pin. Anh em có thể thấy đây là 1,12A đúng không? Ok, 1,12A. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 3,7 nhân với 1,12A là sẽ ra số watt của chiếc đèn này anh em nhé. Đây, Vietsolar sẽ lấy cái điện thoại và nhân trực tiếp cho anh em xem. Đây, điện áp định mức của pin này là 3,7V này nhân với này chúng ta đo thực tế là 1,12A là cái pin này nó cung cấp cho LED ấy, 1,12 thì bằng 4,14W. Đấy anh em ạ, mà ở đây họ đã ghi lên thành 1500W. Đấy, anh em nhìn thấy, anh em hiểu vấn đề chưa? Tức là ở đây họ đã ghi số watt to để cho người tiêu dùng ham. Tại sao watt to mà lại giá rẻ vậy? Pin bên trong này rất là ít và pin tái chế dùng 2 tiếng là hỏng thôi anh em ạ. Đấy, những anh em nào mua chiếc đèn này rồi nhá thì Vietsolar sẽ có ngay một video sau để hướng dẫn anh em fix chiếc đèn này dùng liên tục được 8 tiếng qua linh kiện bên Vietsolar cung cấp anh em nhé. Thì anh em nên tránh xa những cái loại đèn này ra. Hôm nay Vietsolar muốn quay cái video này để cho anh em sâu cho anh em biết thực tế số watt thực tế so với tiền điện của chiếc đèn này nó như nào để anh em quý khách hàng có thể hiểu được và đòi lại sự công bằng của cho những cái anh em bán đèn năng lượng mặt trời chân chính. Rất nhiều câu hỏi bây giờ, rất nhiều anh em rất khó bán đèn năng lượng mặt trời bởi vì là đến nhà khách hàng hay là khách hàng hỏi ra cửa hàng hỏi bố sao tao thấy trên mạng người rẻ thế, bọn mày bán quá đắt, bọn mày lãi nhiều lại cao. Nhưng mà thực tế là những anh em bán đèn năng lượng mặt trời lâu năm rồi thì không thể bán những cái dòng này được, bởi vì bán những cái dòng này mất uy tín làm sao bảo hành được, đúng không anh em? Bán 300.000 thì làm sao mà bảo hành xong lại mất uy tín thì ai mua của mình nữa, thì là rất là khó bán. Và anh em lưu ý tránh xa những cái loại đèn 1500W này ra anh em nhé, hoặc 500W. Bán 299.000 nhiều bên còn bán 500.000. Cái này thì bên đại lý bên Vietsolar có mua, anh ấy nhập là 20 bộ 160.000 một bộ thì là 3,2 triệu 20 bộ. Nên thì họ bán, mà nếu mà họ bán 160 mà họ bán 300.000 thì cũng là lãi gấp đôi rồi. Nhưng mà nếu mà bảo hành thì họ sẽ không bảo hành, bởi vì hàng chất lượng kém thì họ sẽ
không nghe máy nữa. Đó, thì anh em hãy lưu ý nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.